trải qua 300 năm hình thành và phát triển, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, mà còn là nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy, ở thành phố năng động này, ngoài sự hiện diện của các loại hình giải trí thời thượng, còn có sự phát triển mạnh mẽ của nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống dân tộc. Dù không có được thời hoàng kim như cải lương, hát bội, nhưng từ hàng trăm năm trước, ca trù, một loại hình nghệ thuật cổ truyền độc đáo có nguồn gốc từ phương Bắc, cũng đã khiến không ít khán giả chốn Sài Thành phải nao lòng. Ngày nay, lớp khán giả ấy còn lại không nhiều. Những nghệ nhân nổi tiếng một thời cũng đã đi gần hết. Nhưng những chầu ca trù sống như thế này vẫn đều đặn diễn ra mỗi tháng đôi lần bởi tâm huyết của những nghệ nhân câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt. Vẫn đàn đáy, ca nương, nhịp phách và trống chầu, cũng cung bắc, tỳ bà hành, ả phiền. Gần gũi hơn là những thể loại hát mưu, hát nói với lời mới. Những buổi biểu diễn của câu lạc bộ đã góp phần phổ biến loại hình nghệ thuật dân gian này tới đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Cho đến tận bây giờ, nguồn gốc ra đời của ca trù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ca trù chính là bộ môn nghệ thuật thính phòng độc đáo vào bậc nhất trong nền cổ nhạc Việt Nam. Loại hình nghệ thuật này có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm nhạc, đôi khi có cả múa. Riêng hát có trên 40 thể loại, mỗi thể loại lại có số lượng bài sáng tác nhiều vô kể. Lời lẽ, ca từ mang tính uyên bác, ít lời mà nhiều nghĩa. Đào nương hát ém hơi, đổ hột, luyến láy ở cổ họng, ngược với lối hát opera, hòa quyện cùng tiếng đàn, tiếng phách, cùng âm thanh thẩm định nghệ thuật của tiếng trống chầu. Những nghi thức trong việc tổ chức hát ca trù đã kéo theo cả một không gian văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Theo nhiều tư liệu thu thập được, trải qua lắm bước thăng trầm, ca trù còn có nhiều tên gọi khác nhau như hát nhà trò, hát nhà tơ, hát cử quyền. Do vai trò của giọng nữ thường nổi bật nên hát ca trù còn được gọi là hát ả đào, hát cô đầu. Người nghe hát được gọi là quan viên. Quan viên thường là bậc phong lưu, tao nhân mặc khách, yêu thơ, sành âm luật, thể cách, nên tham dự không phải là khán giả thụ động mà được cầm chầu. Tiếng trống chầu của quan viên trở thành một bộ phận hữu cơ của chầu hát. Dù đã 85 tuổi, người khách tri kỷ, tri âm của ca trù năm xưa, nhà thơ Tô Lâm vẫn nhớ cách đánh trống chầu xưng danh khi đến quán cô đầu và điểm trống bình luận hay dở thật chính xác của người thưởng thức sành điệu. Thí dụ xuyên tâm á, tâm, tắc, tắc, tâm, phải đánh lại mấy tiếng trống, gọi là tiền tam hậu nhị hậu tam tam, tức là trước 3 tiếng, sau 2 tiếng, rồi 3 tiếng để tiền tam này, thế hậu nhị này, tam, tam. Đã. Bắt đầu cô đào hát ấy. Non xanh xanh nước xanh xanh. Ca trù phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 15
trở nên thịnh hành ở cung điện vua chúa phong kiến Việt Nam. Thời gian sau, ca trù được biểu diễn ở đình làng, tư dinh các nhà quyền quý. Đặc biệt, vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, trong xu hướng đô thị hóa, các cô đầu đua nhau ra các thành phố lớn mở ca quán. Chính vì vậy, ngay những năm đầu thế kỷ 20, ở Hà Nội đã xuất hiện nhiều xóm cô đầu nổi tiếng ở Khâm Thiên, Vạn Thái, trở thành một hình thức giải trí phổ biến của tầng lớp trí thức trung lưu đất Hà Thành. Khi vào nghe ca trù, khách sẽ mua những thẻ ghi điểm để tặng cho các nghệ sĩ để tán thưởng phần trình diễn của họ. Sau mỗi chầu diễn, người hát sẽ nhận được tiền công tùy theo tỷ lệ số thẻ được khách thưởng cho. Loại hình nghệ thuật độc đáo này cũng kịp theo chân những du khách lãng tử vào Sài Gòn từ thời Pháp thuộc. Trong đó thì cái khu hẻm đội có này. Theo tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu sự hình thành và phát triển của ca trù trên đất Sài Gòn, thì từ trước những năm 40, tại Sài Gòn đã có nhiều quán cô đầu mọc lên từ khu Cầu Kiệu, chạy dài tới ngã tư Phú Nhuận, tức đường Cô Bắc hiện nay. Sau rời về khu Hồ Tắm Chi Lăng, rồi tới Rạp Đại Đồng, Gia Định, với nhiều ca quán nổi tiếng như quán Bà Tuyết, Bà Loan, Bà Ngà, Bà Thu, đặc biệt là quán Bà Đốc Sao từ Khâm Thiên, Hà Nội chuyển vào. Còn đối với cụ Đỗ Văn Soang, dù đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng những ký ức về thú vui tao nhã trên đất Sài Gòn hơn 60 năm qua vẫn còn nguyên vẹn. Ngày đó, cụ là một trí thức trẻ rời Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Vốn mê ca trù, cụ đã cùng bạn bè tìm đến các nhà hát cô đầu trên đất Sài Gòn, trở thành khách tri âm của nhiều ca quán. Chơi vui lắm chứ không có, mới giá trị lắm. Đến nơi này, đến bây giờ, thí dụ tôi hát bên bà Dung mà ông hát bên bà Tuyết, thì ông mời tôi sang nghe bà Tuyết ca, hoặc là tỷ bà cũng bắt gửi thơ, còn bên đây đó thì tôi mời ông sang nghe bà Tuyết hát chèo, hát bội. Đủ hết cả, cái đó có thay đổi trong cái không khí ngay tại chỗ. Bây giờ anh thích nghe cung bắc không? Mời bà Tuyết ra nghe cung bắc để hát cho mình nghe. Có cái ý nghĩa cao siêu lắm. Nó có nhiều những cái câu văn thơ cái này nằm mà nghĩ, nếu nói về nho thì nó tuyệt đối. Cũng giống như ở phía Bắc, khi hát ca trù, các nghệ nhân phải mặc quốc phục. Cô Đào mặc áo dài, quấn khăn nhung, vừa hát vừa đánh phách. Nhạc sĩ đàn đáy mặc áo the, đội khăn đóng. Vào thời điểm này, ca trù rất phát triển tại Sài Gòn. Trên đài Pháp Á cũng có chương trình ca trù gọi là Ca Bắc, do những nghệ sĩ nổi tiếng thời đó biểu diễn như Kim Tuyết, Kim Dung, Huệ Đăng, Bích Câu. Cuộc di cư năm 1954 đưa vào Sài Gòn một số nghệ nhân ca trù nổi tiếng. Lúc này, Pháp rút khỏi Việt Nam, ca trù trên sóng phát thanh chuyển sang Đài Sài Gòn. Tuy nhiên, cũng giống như ở phía Bắc, đây cũng là thời điểm ca trù thoái trào bởi tình trạng thương mại hóa diễn ra ngày càng phức tạp. Nhằm lôi kéo khách làng chơi, một số ca quán đã xuất hiện những cô đầu làm tiếp viên rót rượu phục vụ quan khách. Bắt đầu từ đó, ca trù dần trở thành một thú tiêu khiển của khách làng chơi. Các đào nương bị đánh đồng với bọn buôn phấn bán hương. Sự nhầm lẫn ấy đã khiến nhiều người cho rằng sinh hoạt ca quán là hoạt động mang tính tệ nạn xã hội. Cũng chính vì vậy, chính quyền Ngô Đình Diệm coi đây là những hộp đêm đồi trụy nên chỉ cho ca trù biểu diễn tại các phòng trà. Từ đó, các đào nương dần phiêu bạt, mỗi người tìm một nghề để sống. Tiếng tom chát cũng thưa dần, rồi mất hẳn. Thì khi đó thu ca trù thì các bạn nói rất khó. Là những khó thôi mà bây giờ muốn tìm không ra. Bây giờ chỉ còn lại tại đây Hà Nội là bà Pháp Kỳ Hồ, năm 76.
Cho mãi đến năm 1976, nhờ sự tích cực của nhiều người, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhạc sĩ Tô Vũ, giáo sư Trần Văn Khê từ Pháp trở về Việt Nam, tìm gặp nghệ nhân Quách Thị Hồ, ghi âm ca trù và giới thiệu ra thế giới. Thì khi mà đưa ra cái dĩa rồi thì cả bên UNESCO nghe giúp mình khen là cái này nghệ thuật này hay quá. Cho nên là ông Jacques Bordeaux là tổng thư ký của cái Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO và ông Alain Danielou là giám đốc của cái Viện Nghiên cứu Âm nhạc theo phương pháp đối chiếu tại Tây Berlin. Hai người nó mới nghe hay quá rồi mới làm một cái bản danh dự thay mặt cho Hội đồng Quốc tế Âm nhạc và Viện Nghiên cứu Âm nhạc tôn vinh bà Quách Thị Hồ, cảm ơn bà đã tham gia vô đưa cái dĩa hát để mà phổ biến cho thế giới biết được một cái vốn nghệ thuật rất cao, mà cảm ơn bà đã giữ cái vốn nghệ thuật rất cao đó trong thơ riêng viết cho bà cụ Quách Thị Hồ, nói rằng giữ cái vốn đó không phải chỉ cho đất nước Việt Nam mà cho nhân loại. Năm 1983, tiếng hát Quách Thị Hồ và tiếng đàn đáy chứ danh của Đinh Khắc Bang là một trong 9 tiết mục xuất sắc nhất của Liên hoan âm nhạc quốc tế Bình Nhưỡng. Từ đó, ca trù được nhiều người trên thế giới biết đến như là một kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại. Còn những người mà khác đánh nhất thì cũng còn đây là cái cuốn này là hai người là đông. Điều này đã khơi dậy niềm đam mê ca trù đã ngủ quên. Nhịp đàn, nhịp phách bắt đầu vang lên nhưng vẫn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, dễ dàng lạc điệu giữa chốn phồn hoa đô hội. Là một nhà nghiên cứu lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Nhã thấy rằng dù không phải là cái nôi sản sinh ra ca trù, nhưng Sài Gòn lại là nơi lưu giữ khá nhiều chi nhánh từ sự lan tỏa của ca trù phía Bắc. Sau rất nhiều trăn trở, đầu năm 2000, ông quyết định đứng ra thành lập câu lạc bộ ca trù Đại học Hùng Vương, tiền thân của câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt ngày nay. Ngay từ năm 1993 đó, khi mà chuẩn bị thành lập cái trường Đại học Hùng Vương thì tôi đã làm một cái phim video phỏng vấn giáo sư Trần Văn Khê, thì nói về bản sắc Việt Nam trong âm nhạc. Và từ đó thì tôi thấy giáo sư Khê nói là cái sự độc đáo của ca trù. Và khi mà thành lập cái trường Đại học Hùng Vương rồi đó thì có tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo, trong đó cái cuộc hội thảo về bản sắc Việt Nam trong âm nhạc, thì giáo sư Hy nói rằng là phải có cái quyết định là phải đem cái ca trù như dân ca vào trường học và mời giáo sư Trần Văn Khê dạy ở khoa du lịch. Và sau đó thì chúng tôi mới thành lập cái câu lạc bộ ca trù để phổ biến trước hết cho sinh viên và để phát triển cái ca trù tại Sài Gòn. Với các cố vấn chuyên môn như giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, giáo sư Ngô Gia Hy, nhạc sĩ Tô Vũ, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, sau khi thành lập, câu lạc bộ ca trù Đại học Hùng Vương đã là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân ca trù lão thành như cụ Hồng Thái, cụ Trần Thị Tuyết, cùng nhiều tay đàn, tay trống chứ danh một thời như nhà thơ Tô Long, nhà nghiên cứu Nguyễn Quảng Tuấn. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực nghệ thuật khác cũng tìm đến với câu lạc bộ ca trù. Hát dụng về cội mà, cho nên là cái hát dân tộc đối với tôi ấy, nó là cái bước khởi đầu, cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng nó là cái bước cuối cùng, cho nên thì lại cũng mình lại quay lại và tôi thử học thì những cái vốn chèo của tôi đã học 7-8 năm ngày xưa rồi, thì bây giờ mình trở lại thì nó cũng nhanh chóng thôi. Tất nhiên là nó chưa giỏi chưa hay, nhưng mà thôi thì mình cũng có thể mình hát được và người nghe cũng thấy rằng là mỗi ngày mình hát có tiến bộ hơn. Tôi đến với câu lạc bộ ca trù bởi vì tôi là một nghệ sĩ ngâm thơ. Mà cứ mỗi khi tôi hát ca trù thì tôi thấy càng yêu mến nó hơn. Bởi vì ca trù nó có một cái nét, nó mang cái tính chất nghệ thuật rất là cao và nó độc đáo. Cho nên là càng hát tôi càng thấy yêu mến ca trù.
Hiện nay, câu lạc bộ có khoảng 30 thành viên, trong đó có cả sinh viên, học sinh, công nhân, viên chức. Dù bận bịu với công việc học hành, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến câu lạc bộ sinh hoạt. Nhờ có môi trường hoạt động, nhiều nghệ sĩ đã rèn luyện được khả năng như các nhạc sĩ Nhị Hùng, Việt Hùng. Nhiều giọng ca đã thực sự trưởng thành, trở thành những giọng hát chính của câu lạc bộ như cô Thanh Hiền. Mà nói theo cụ Soang, cụ Tô Long, những nhân chứng sống của ca trù, thì dù mới làm quen với loại hình nghệ thuật bác học này, nhưng giọng hát của cô Thanh Hiền, Bích Ngọc, Thục An chẳng kém các đào nương nổi danh khắp Sài Gòn thủ trước. Không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi của những người yêu ca trù, câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt còn nỗ lực tìm cách giữ lại những thể loại ít thông dụng bằng cách ghi âm, ghi hình của những nghệ nhân tiền bối, đồng thời tiến hành biên khảo ca trù thế kỷ 20. Chính vì vậy, câu lạc bộ trở thành điểm đến của nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc trong nước và quốc tế. Sau một thời gian tìm hiểu ca trù phía Bắc để thực hiện luận văn tiến sĩ của mình, Aliénor Anisangsen đã tìm đến câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt, nghiên cứu sự phát triển ca trù tại Sài Gòn. Tại đây, cô gái người Pháp này đã gặp được những nhân chứng sống trong không khí ca trù xưa như nhà thơ Phạm Công Huyền, nhà thơ Tô Long. Không những thế, cô còn được hướng dẫn hát ca trù. Từ những khúc ca trù cổ xưa nổi tiếng cho đến những bài ca mới do chính các nghệ nhân của câu lạc bộ sáng tác. Càng hiểu và yêu ca trù Việt Nam hơn, Aliénor Anisangsen trở thành thành viên tích cực của câu lạc bộ. Dáng người mảnh khảnh trong trang phục truyền thống phụ nữ Việt Nam. Vừa hát, vừa gõ phách, hình ảnh cô gái Pháp trong mỗi chầu diễn đã gây ra được sự chú ý đặc biệt của khách tri âm. Do ca trù vừa kén người nghe, người hát, nên để phù hợp với hoàn cảnh, ngay từ năm 2002, tiến sĩ Nguyễn Nhã đã khởi xướng thêm chương trình hát thơ. Từ đó, mỗi buổi biểu diễn, ngoài những thể loại ca trù truyền thống như hát nói, hát ru, hát sẩm huê tình hay ả phiền, còn có các tiết mục hát thơ. Đây chính là phương pháp lôi kéo khán giả một cách lâu dài, bởi trong thực tế, những người yêu thơ, thích thơ đều yêu ca trù. Đó cũng là lý do tiến sĩ Nguyễn Nhã đem hát thơ vào trường học. Học sinh được nghe hát ca trù bài Tì Bà Hành, Thể Phú, bài Phú Bạch Đằng Giang hay những bài ca dao, thơ kiều bằng những điệu hò Lý Ba Miền. Được nghe hát bài thơ Việt Bắc của Tô Hữu với các làn điệu Lý, Hò, Chầu Văn. Dự án này được đánh giá rất cao bởi theo giới chuyên môn như giáo sư Hoàng Như Mai, giáo sư Trần Văn Giàu thì muốn tìm hiểu về ca trù, phải biết văn học, biết những bài hát nói, bài thơ dành để hát ca trù. Và thực tế đã chứng minh rằng dự án đưa âm nhạc truyền thống vào học đường đã không chỉ giúp học sinh yêu ca trù mà còn có tác dụng rất tích cực đến quá trình tiếp nhận kiến thức về các loại hình văn nghệ truyền thống của dân tộc. Tôi thấy rằng cái việc đưa ca trù và hát thơ vào trong cái hoạt động ngoại khóa của trường phổ thông rất là cần thiết. Các em học sinh cũng tỏ ra rất là thích thú với hoạt động như thế này. Và cái chương trình này nó cũng giúp cho các em giữ được cái hồn của dân tộc, giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc, nhất là trong cái giai đoạn mà đất nước đang hội nhập với thế giới như là hiện nay. Có một thực tế là, nếu ở Hà Nội, các nhóm ca trù thường nhận được nhiều nguồn tài trợ thì tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh phí hoạt động của nhóm phải dựa vào đóng góp của từng thành viên. Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã nỗ lực đưa ca trù vào cuộc sống đời thường trong các lễ hội gia đình như mừng thọ, đám cưới, tân gia, giỗ kỵ. Bên cạnh đó, câu lạc bộ ca trù Lạc Việt đã giới thiệu hình thức ca trù ẩm thực tại các nhà hàng, khách sạn nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Sự nỗ lực đó đã gặt hái nhiều thành công.
nhiều cơ quan, đơn vị mời câu lạc bộ đến biểu diễn giao lưu như Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Lá Thơm, nhà văn hóa thanh niên, khách sạn Bông Sen, khách sạn Equatorial. Nhu cầu đa dạng của người thưởng thức, câu lạc bộ đã chủ động sáng tác nhiều bài ca trù mới, chẳng hạn như cụ Nguyễn Quảng Tuân với hơn 100 bài. Tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng nổi tiếng với 12 sáng tác ca trù quốc đạo Việt Nam. Tất cả những điều đó đã làm nên một không gian ca trù chuyên nghiệp từ nghiên cứu, sáng tác đến biểu diễn. Để ca trù có những bước đi vững chắc hơn, những người giàu tâm huyết với nghệ thuật này như tiến sĩ Nguyễn Nhã, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, cô Alienor Anisansen đã vận động thành lập quỹ bồi dưỡng nghệ sĩ chuyên nghiệp với mục đích tập hợp những nghệ nhân ca trù và phát hiện bồi dưỡng những tài năng mới. Bên cạnh đó, câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt đang xúc tiến ra mắt chương trình quà tặng văn nghệ di sản. Với chương trình này, những người yêu thơ, yêu ca trù có thể gửi tặng cho bạn bè, người thân những chầu ca trù sống khi có chuyện vui buồn. Từ đó, loại hình nghệ thuật này sẽ dần trở thành sinh hoạt thân mật trong gia đình của những người yêu thơ, yêu ca trù, muốn nghe hát những bài hát nói do chính bạn bè, chính mình, người thân hay của những tác giả nổi tiếng sáng tác. Chắc chắn với sự chuẩn bị chu đáo đó, ca trù sẽ thực sự hồi sinh, trở thành di sản văn hóa phi vật thể của toàn nhân loại. Là một người có nhiều năm làm công tác nghiên cứu giảng dạy âm nhạc truyền thống, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong, người đã từng tham gia thẩm định cồng chiêng và nhã nhạc cung đình Huế của UNESCO cho biết. Đối với những nơi xa cái thủ đô Hà Nội, có nghĩa là xa cái nguồn ca trù, cái việc mà thể hiện ca trù không phải là chuyện dễ, tôi biết rất khó. Nhưng mà tôi rất là mừng thấy rằng ca trù nó thực sự nó có mặt ở Sài Gòn. Thì đó là một điều mà hết sức là lý thú, là bởi vì khi âm nhạc của nước mình từ ông bà tổ tiên của mình gốc người miền Bắc đi vào Trung, đi vào Trung Nam, bây giờ lại nó có được dịp thể hiện ở trong một cái thành phố Hồ Chí Minh như thế này, thì đó là một điều tôi cảm thấy, mặc dù nó nhỏ, tôi biết là nhỏ, nhưng mà những cái nỗ lực đó cần phải được tiếp tục hỗ trợ bởi người dân địa phương. Tôi còn có cái sự cảm nhận rằng người trong cả nước đều có thể hiểu ca trù, có thể thưởng thức ca trù nếu được có cái sự giáo dục, được có một cái sự đào tạo, sự huấn luyện, hoặc là có một môi trường thuận tiện để cho họ xem. Những người theo quan điểm chiết chung của câu lạc bộ UNESCO đều cho rằng để cộng đồng quốc tế hiểu được chiều sâu của nền văn hóa truyền thống cũng như nền kinh tế hiện đại của Việt Nam là một điều rất cần thiết. Đánh giá cao âm nhạc ca trù là một cách để thực hiện điều này. Dù không phải là cái nôi sản sinh ra ca trù, nhưng thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều người tâm huyết với việc khôi phục loại hình nghệ thuật Bắc học này. Hơn nữa, ca trù thành phố rất có lợi thế vì có thể gắn với du lịch. Hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ ca trù và hát thơ Lạc Việt đều được thực hiện khá bài bản, chỉn chu, từ trang phục biểu diễn đến những câu hát, nhịp phách, đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp khán giả trong và ngoài nước, trở thành địa chỉ văn hóa để mọi người thường xuyên lui tới.